Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập phiếu chi trên phần mềm kế toán MISA. Đầu tiên các bạn vào phân hệ quỹ, chọn chi tiền. Trên phiếu chi thì mục đầu tiên cần điền đó là mục đối tượng. Các bạn có thể thêm mới mục đối tượng bằng hai cách. Cách thứ nhất vào danh mục đối tượng, nhà cung cấp và thêm mới. Hoặc cách thứ hai có thể thêm nhanh bằng cách ấn biểu tượng nút cộng trên phiếu chi của mục đối tượng. Đối tượng có thể là nhà cung cấp và khách hàng, hoặc đối tượng có thể chỉ là nhà cung cấp. Nếu mà là khách hàng nữa thì các bạn tích vào dấu khách hàng, nếu không, ở đây mình chỉ chọn chỉ là nhà cung cấp. Đối tượng có thể là tổ chức hoặc là cá nhân, ở đây mình chọn là tổ chức. Trên phần mềm kế toán MISA phiên bản 2021, khi các bạn gõ mã số thuế thì phần mềm sẽ tự động cập nhật các thông tin khác liên quan đến công ty. Các bạn gõ mã số thuế vào đây, ấn lấy thông tin thì hiện tại chúng ta đã có được tên công ty và địa chỉ công ty. Mã nhà cung cấp có thể tự sửa đổi hoặc để theo phần mềm. Ngoài ra các bạn có thể điền thêm mục số điện thoại, số fax, email. Mục khác ở đây là bao gồm có thông tin liên hệ. Email, địa chỉ. Sau khi đã điền xong các mục này, các bạn có thể ấn nút cất. Như vậy là chúng ta đã có tên công ty, địa chỉ của người nhận và chọn lý do chi. Ở đây mình chọn là chi khác. Sửa phần diễn giải. Nhân viên ở đây nếu chưa có trong danh mục, các bạn có thể ấn nút thêm. Thông tin nhân viên càng cụ thể thì càng dễ theo dõi. Chức danh, nhân viên, đơn vị công tác. Đây mình để là phòng kinh doanh. Sau đó các bạn ấn nút cất. Kèm theo không một chứng từ gốc, ngày để ngày hiện tại trên chứng từ. Số chứng từ sẽ tự động cập nhật. Sau đó các bạn điền vào phần hạch toán. Số tiền, ở đây tài khoản thuế là 1331. Các bạn lưu ý số tiền trên sheet hạch toán của phần tiền thuế ở đây sẽ phải bằng với số tiền trên sheet thuế ở đây. Các bạn điền đầy đủ các thông tin: số hóa đơn, nhóm mua hàng, mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp ở đây đã có và mã số thuế đã có đầy đủ rồi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành được phiếu chi. Sau đó ấn nút cất. Các bạn có thể thực hiện in mẫu phiếu chi 2 liên hoặc mẫu phiếu chi mẫu A5. Sau đó là sử dụng lệnh in. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành được phiếu chi trên phần mềm kế toán MISA. Chúc các bạn làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.